Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, người dân dọc hai bên tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Nguyên nhân là tuyến đường này đang trong quá trình nâng cấp nên khi gặp trời mưa hoặc chiều cường đã khiến toàn bộ tuyến đường và nhà dân ngập sâu trong nước. Người đi đường cũng gặp khó khăn và hay xảy ra tai nạn. Do đang trong quá trình thi công nên tuyến Huỳnh Tấn Phát đoạn qua xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè có nhiều ổ gà và đất đá lởm chởm. Việc đi lại qua đây là rất khó khăn, nhất là khi trời mưa ngập khiến đường trơn trượt và không thể phát hiện đường ổ gà. Do nơi là cái nước ngập là xe là ta đi bất cẩn chết máy, thì xe sau có khi là bị ấy, có khi là xe chạy bị môi những cái hố gà ổ gà bị đường nó bốc lên đó, thì cũng có một ít người dân họ té. Tuyến đường này có cao độ mặt đường thấp nên thường xuyên xảy ra ngập mỗi khi mưa đến. Để cải thiện tình trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành nâng cấp cao độ mặt đường trung bình từ 30 đến 60 cm tùy theo từng đoạn. Tuy nhiên, việc nâng cấp này đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Việc làm đường ở ngoài đường nâng lên cao, nhà dân buộc lòng phải thấp thì dân rất là khổ, nước tràn vô nhà nửa đêm nửa hôm, kết hợp với lại chiều cường lên, mưa trút xuống, làm ra dân khổ lắm. Hố gà thoát nước này đang là một trong những mối lo ngại của người dân. Dù đang trong quá trình thi công nhưng các phương tiện vẫn được phép lưu thông. Do đó, những vị trí như thế này rất cần có rào chắn và đặt biển cảnh báo, bởi khi nước ngập, hố gà này sẽ trở thành cái bẫy với người đi đường. Tôi cũng đã có những cái biện pháp trong cái hồ sơ thiết kế được duyệt để mà đảm bảo giao thông, đảm bảo cái việc đi lại cho bà con, như là thi công theo từng đoạn, ưu tiên những cái nơi mà ngập sâu á, thì mình sẽ triển khai trước để hạn chế bớt cái chiều sâu ngập. Thứ hai nữa là rà soát để sửa chữa những cái hư hỏng do cái thời tiết vừa qua là bất lợi, mưa nhiều rồi triều cường dâng cao. Công trình nâng cấp tuyến đường Huỳnh Tấn Phát tại khu vực Nhà Bè có quy mô 2 chiều với 4 làn xe và có hệ thống thoát nước. Dự kiến sẽ hoàn thành phần trải nhựa trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nhằm phục vụ cho giao thương và đi lại của người dân thuận lợi trong dịp Tết. Đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, công trình sẽ hoàn tất các hạng mục. Từ đó, bất cập về ngập úng, ùn tắc tồn tại trong nhiều năm qua sẽ chính thức được giải quyết.